quý vị hướng về quốc tiền. Toàn thể chú ý. Nam quân dân chậu tay trong quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thượng trị. Đã dày công lập quốc, kiến quốc, anh linh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc vong thân. Anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống cho đất nước Việt Nam vì lý tưởng tự do và dân chủ. Cùng hướng linh của đồng bào đã tử nạn nơi biển cả, trong rừng sâu, cũng chỉ vì một khát vọng tìm cho được đến bến bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 75, cũng xin lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Nhất cho tay trong phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
chống những quân nhân thảo giết ngay. Bức trò này kính thưa toàn thể quý vị, cho phép chúng tôi được xứng danh để giới thiệu một số vị quan khách đã tham dự cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay theo thứ tự mà chúng tôi ghi nhận được. Về phía hội đồng quản trị của Đền Đức Thánh Trần, chúng tôi nhận thấy có ông Phan Tấn Ngưu là phó chủ tịch hội đồng quản trị thành viên. Chúng tôi nhận thấy ông Võ Tấn Kha, ông Phạm Quang Hiền, ký giả Du Viên, ông Đỗ Quang Sơn, ông Bùi Trọng Nghĩa, ông Lê Quang Vật là phó chủ tịch ngoại vụ của hội đồng quản trị, ông Hứa Trung Lập. Về phía khách tham dự ngày hôm nay, chúng tôi xin được xứng danh theo thứ tự mà chúng tôi ghi nhận được. Trước hết là ông bà Thạch Trăng của hội quân cảnh Nam Cali, và ngày hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, ông bà đã tự nguyện mang tới một ít chè để cho chúng ta cùng thưởng thức. Hội đồng quản trị Đền Đức Thánh Trần cũng chân thành cảm ơn ông bà quân cảnh ở Nam Cali Thạch Trăng. Kế tiếp chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông bà Trần Văn Giỏi là hội trưởng hội võ bị Nam Cali. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của thiết giáp thiếu tá Hồ Công Minh. Chúng tôi thấy sự hiện diện của ông bà Trung tá Nguyễn Văn Ức là chủ tịch của hội đồng điều hành của tập thể cựu chiến sĩ. Chúng tôi nhận thấy có ông Đặng Thành, ông là một thành viên của hội đồng quản trị của Đền Đức Thánh Trần, và đồng thời trong mùa bầu cử này ông Đặng Thành là ứng cử viên cho chiếc ghế nghị viên của địa hạt 2 thành phố Westminster. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của luật sư Derek Trần, ông cũng là một ứng cử viên của địa hạt 45 trong cái ghế dòng chính là dân biểu liên bang địa hạt 45. Chúng tôi nhận thấy có kỹ sư Hồ Ngọc Minh Đức là chủ tịch ủy ban xây dựng và bảo trì tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Chúng tôi nhận thấy có trung tá Nguyễn Văn Thiệt là cựu tổng hội trưởng của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy có trung tá Phạm Minh Đức của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của kỹ sư Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Sứ Á Cầu, là thành viên của trường võ bị quốc gia Việt Nam, cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam và thành viên của tập thể cựu chiến sĩ. Và thưa về phía dân cử ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy có đại diện của thượng nghị sĩ Gia Đến Quyển, nhưng rất tiếc không ghi tên, nhưng mà tôi nếu không làm có phải là bị xấu đổ. Vâng. Thưa quý vị, trong cái danh sách mà chúng tôi xuống danh có thể là thiếu một vài vị, chúng tôi xin được bổ túc sau. Về truyền thông báo chí, chúng tôi ghi nhận được có ký giả Lại Minh Thuận của văn hóa văn bản Lạc Việt. Kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời đại diện của hội đồng quản trị Đền Đức Thánh Trần lên phát biểu thì chúng tôi xin thưa một điều. Sau lưng chúng ta là cái vị trí của đền thờ Đức Thánh Trần, và hôm nay là chúng ta đã đổi cái vị trí mới. Sau cái buổi nghi thức chào cờ ngày hôm nay, quý vị có thể tới chỗ mới để coi qua. Ở đó chúng ta đã có một tượng của Đức Thánh Trần bằng đá đã đặt ở trên đại lộ Phúc Khuất. Thì hướng dẫn đường đi, chúng ta đi bên xa
gặp Prophet chúng ta quẹo trái, chúng ta bắt qua đường Best Buy thì chúng ta thấy cái center đầu tiên của cái khu đó đó. Chúng ta nhìn vào bên tay trái sẽ thấy tượng của Đức Thánh Trần bằng đá trắng. Một lần nữa xin thông báo cùng quý vị. Tiếp sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Tấn Ngu thay mặt cho hội đồng quản trị đền Đức Thánh Trần trong vai trò phó nội vụ. Xin mời ông có đôi lời phát biểu cùng quý vị hiện diện ở đây. Kính thưa quý điện trưởng, quý chức hữu, tất cả quý thành viên hội đồng quản trị đền Đức Thánh Trần và tất cả quý anh chị em đại diện hôm nay, đặc biệt có sự hiện diện của số đại diện dự cử đã đến chúng ta. Công việc chào cờ hàng tháng, mục đích chúng tôi là để chúng ta đừng bao giờ quên màu cờ sắc áo mà chúng ta một thời đã hy sinh. Mỗi lần chào, hết tháng này tới tháng nọ, nhưng trong lòng chúng ta vẫn có một cái kỷ niệm nào đó đối với lá cờ mà chúng ta đã phục vụ hơn 50 năm trước. Cái việc thứ hai, trong tình hình hiện tại, việc tranh cử, ông nói gà, bà nói vịt, mặc sức mà bôi với nhau. Tôi chỉ mong tất cả chúng ta, mỗi con người, hãy suy xét để đánh giá trị của lá phiếu của mình cho một nhân vật nào đó. Không cần thiết là phe này phe kia, mà chính người đó có phục vụ cho chúng ta hay không, có phục vụ cho cộng đồng Việt Nam cũng như là tất cả các cộng đồng khác ở trong vùng chúng ta sinh hoạt. Điều thứ ba, trong gần đây tình hình Biển Đông có vẻ nó sẽ cho chúng ta một vài nhìn nhận về cái tình hình giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình này, nếu có những nhu cầu nào để chúng ta cùng tiếp tay với những người dân chứ không phải với đảng, xin lỗi, với người dân của Việt Nam để mà bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam không? Sự hiện diện quý vị hôm nay, tôi rất cảm ơn quý vị cũng đã thiết tình để đến với chúng tôi, những người đại diện cho đại biểu tấm trần trọng đại. Điều chót, sẵn đây, tôi sẽ cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho cá nhân chúng tôi, cũng như gia đình chúng tôi, những sự ưu ái bằng sự thông kiến, cầu nguyện với sự ra đi của nhà tôi. Cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phạm Tấn Ngưu đã thay mặt hội đồng quản trị có đôi lời cùng quý vị. Kính thưa quý vị, cho phép tôi bổ túc thêm một số vị hiện diện ở đây. Về truyền thông báo chí, nhận thấy có ông Dinh Quang Phó là TV BDSC Kali Yomansha TV. Dạ, còn vị thứ hai là vị ghi, tôi không thể nào đọc được nó, đổ việc hay giả việc về YouTuber, tôi xin lỗi, tại vì quý vị ghi danh mà quý vị kiểu này tôi chỉ có từ chết tới bị thương, cách gì tôi đọc được hết. Vâng, xin quý vị thông cảm dùm. Xin cho tôi cái danh sách giới thiệu quán khách. Dạ, cho tôi sẽ tổ chức một số vị hiện diện các đội đoàn thể hội đoàn đã tham dự ngày hôm nay. Chúng tôi thấy cụ sinh viên sĩ quan Nguyễn Hàm, bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, đoàn trưởng của đoàn phụ nữ Lâm Nhiên. Và thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của quý vị đó. Trước hết, để tiếp tục chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời Trung tá Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội đồng điều hành của tập thể cựu chiến sĩ, có đôi lời cùng quý vị. Vâng, kính mời Trung tá. Quý nhân trưởng, kính thưa quý vị đại diện các đoàn thể, hội đoàn và
đặc biệt là kính chào tất cả các vị đại diện ở đây. Hôm nay tôi rất hãnh diện thấy rằng gia đình giáo vị Nam Thanh Ly tham dự buổi chào cờ rất đông. Tôi rất hạnh diện vì tôi là một thành phần của hội giáo vị Nam Thanh Ly. Cảm ơn quý anh em và hy vọng rằng những lần chào cờ sau, hy vọng rằng cái chỗ ở Tôn Mi Mai Financial thì nó tương đối nghiêm trang và nó tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng rằng anh em giáo vị tiếp tục đi dự những chào cờ tháng đông đảo như vậy. Cảm ơn anh em. Thưa quý vị, tôi là cụ sĩ Dê Sĩ Quan Nguyễn Hiệu khóa 16, hiện là chủ tịch hội đồng đại diện tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Thì nhân dịp này tôi cũng xin thưa với quý vị rằng tại sao quý vị thấy tôi cứ làm chủ tịch hội đồng đại diện mà không thấy thay đổi, là tại vì tháng 3 vừa rồi đó chúng tôi có lên San Jose vận động với đại tá Trần Thanh Điền lên thay thế tôi. Thì đại tá Trần Thanh Điền đồng ý sẽ tổ chức một bầu cử và ổng sẽ ra nhận. Rồi ổng nói trước khi ổng nhận, ổng về Việt Nam để thăm một số bạn bè. Thì ổng về Việt Nam, ổng chết, ổng mất. Đó là cái sự đau khổ của tập thể chiến sĩ là như vậy. Những người nhiều tuổi, lớn tuổi hết. Thành ra cuối cùng bây giờ đó, tập thể chiến sĩ không có người đứng ra nhận. Và họ nói rằng bây giờ nguyên trưởng cứ làm chừng nào nguyên trưởng muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Thì tôi thú thật với anh em, mình dẫu sao mình cũng có trách nhiệm, mình không thể bỏ một cách nghĩa là tự nhiên được. Thì tôi nói với anh em mình phải cố gắng tìm anh em nào có thể thay thế tôi. Thì hy vọng là trong tương lai sắp tới sẽ có biến chuyển về vấn đề này. Cảm ơn quý vị. Thì nhân dịp này tôi cũng thay mặt tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại trước hết là cảm ơn tất cả quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể và quý vị ứng cử viên các đơn vị ở miền Nam Cali đến dự buổi chào cờ. Và tôi kính chúc quý vị có một tuần vui vẻ và kính chúc cho tất cả ứng cử viên đều đạt được những thành quả mình mong muốn. Và đó là những cái gì mà tôi muốn gửi đến tất cả quý vị và kính chúc mọi người sức khỏe dồi dào và được nhiều an vui trong cuối tuần. Cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn Trung tá Nguyễn Văn Ức. Kính thưa quý vị, trong cái buổi sinh hoạt thường kỳ ngày hôm nay để giữ vững cái tinh thần của người Việt quốc gia, đây là cái đại kỳ của chúng ta ngạo nghễ trên phố Bonsai, trung tâm của người Việt tị nạn. Hôm nay chúng ta có những vị thế hệ thứ hai của chúng ta bước vào dòng chính của cuộc sinh hoạt trên đất Mỹ này. Đó là những con cháu tiếp bước con đường của chúng ta đi. Tùy theo quan điểm, tùy nghĩ nhận định mọi người, xin dành cho thế hệ thứ hai, cho lớp trẻ của chúng ta một niềm tin trên bước đường tiến vào dòng chính của chính nền chính trị Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu luật sư Đa Đến Trần ở cư viên của địa hạt 45 trong vai trò dân biểu. Mà xin quý vị dân cử có hiện ở đây xin vui lòng cho chúng tôi vài phút, chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị lên diễn đàn. Vâng, xin mời. Dạ, cảm ơn chú Hội. Dạ, xin chào mấy bác, mấy chú, mấy cô. Con cũng muốn xin nói một câu cảm ơn và cho con cái cơ hội này để lên nói một câu rất là muốn chia sẻ một câu rất là ngắn, tại vì con hiểu là bữa nay rất là nóng. Con muốn nói một câu, đó là câu cảm ơn mấy mấy bác, mấy chú, mấy cô để dạy cho đại diện và dạy cho con và mấy tuổi trẻ biết thương nước và biết lớn nhỏ, biết lịch sử và biết cái vụ mà cái cờ mình là cái cờ rất là quan trọng. Tại sao quan trọng? Tại vì cái cờ này là mình mất nước mà cái cờ Việt Nam không có recognize. Thì con có ở đây là được
chia sẻ với mấy bác, mấy chú, mấy cô là con cũng rất là vui mừng cho con. Cảm ơn, rất là cảm ơn mấy chú, mấy bác. Dạ. À, một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay cho thế hệ thứ hai của chúng ta tiếp bước con đường của chúng ta trong chính trị dòng chính của Hoa Kỳ. Xin quý vị một tràng pháo tay cho đây đất trần. Kính thưa quý vị, cũng giống như tôi thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi xin trân trọng một lần nữa giới thiệu một thành viên của hội đồng quản trị chúng tôi, một lớp trẻ để tiếp bước theo con đường của chúng ta trong dòng chính, trong sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ này. Chúng tôi muốn nói đến ứng cử viên nghị viên của thành phố Westminster, anh Đặng Thanh, trong vị trí tranh cử ở địa phận 2. Vâng, xin mời anh Đặng Thanh. Dạ, Thành Đặng xin trân trọng kính chào tất cả các bác, các cô chú. Rất mừng là ngày hôm nay được rất nhiều các cô chú và dành chút xíu thời gian ra đây và nghe tâm tình của sinh hoạt chào cờ hàng tháng. Cộng thêm nữa là con rất mừng là thấy được các cô chú bác vẫn còn rất khỏe mạnh và dành chút xíu được cái thời gian này thì có cái niềm mình luôn luôn mong mỏi. Nãy giờ Thành cứ ngồi suy nghĩ làm sao nói những tiếng gì để cho các cô chú bác, các anh, các bạn hiểu biết về mình. Nhưng Thành chỉ muốn nói một cái ngắn gọn như vậy thôi. Thực sự ra tranh cử kỳ này rõ ràng là chúng ta có hai cái niềm, có hai điểm thôi. Thứ nhất là tất cả những người ra tranh cử về phía tụi con như Derek Trần là những người còn trẻ, có gia đình trẻ, có nguồn gốc ở đây, có cái công tấm lòng phục vụ. Cái thứ gì nữa, khi chúng ta ra tranh cử, thường khi con làm trong đại học kiến trúc, mình biết những dự án mà làm, mình lấy được dự án, không phải đó là niềm vui đâu, mà đó là bắt đầu phải suy nghĩ về cái trách nhiệm của mình, làm sao để làm thành công được cái dự án đó. Thì bây giờ ra ứng cử cũng vậy, làm sao khi mình thắng, mình làm được cái gì cho cộng đồng, mình làm được cái gì cho thành phố, mình sẽ làm được những gì cho tất cả đồng hương. Thì đó là những trách nhiệm mình luôn luôn phải trăn trở, mình luôn luôn phải suy nghĩ. Thì điều đó mong mỏi các cô chú bác cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống lâu và tiếp tục ủng hộ tụi con, ủng hộ tiếp tục mà gọi coi như là cho tụi con nhiều cái ý kiến, nhiều cái điều hay để tụi con học cái học hỏi theo. Một điều mà con có thể nhận thấy rằng á, chúng con nhận thấy rằng là gì, cuối cùng lá cũng sẽ rụng về cội. Thì ngày hôm nay anh Derek Trần là người cũng đã nói lên điểm đó, mà chúng con cũng vậy, từ từ chúng con sẽ hiểu thức được những cái việc đại nghĩa cho lá cờ tự do dân chủ của mình, và chúng ta sẽ tiếp nối các cô chú bác, và xin trân trọng cảm ơn hết tất cả. Xin cảm ơn Đặng Thành, là ứng cử viên của địa hạt 2 của nghị viên thành phố Winter, như Đặng Thành đã tâm sự cũng như Derek Nguyễn đã tâm sự, thì mong rằng từ quan niệm, từ cách nhìn của chúng ta, có một điều căn bản là chúng ta không bao giờ bỏ rơi giới trẻ, dòng máu của chúng ta, tiếp bước của chúng ta trong dòng chính của chính trị. Quý có đồng ý không ạ? Cảm ơn quý vị. Tôi đáng lẽ là tôi giới thiệu mấy số đổ trước, thì trên cái bộ tụi con cách làm việc đó là tránh văn phòng của thượng nghị sĩ Gia Đích Quyển, nhưng mà theo chỉ thị của hội đồng quản trị chúng tôi giới thiệu các ứng cử viên trước. Thì tôi cũng nói thẳng, tôi nói thẳng có một số vị cộng lẽ tôi thưa không phải là chúng tôi không biết, nhưng vì chúng tôi với anh Du muốn nói cái tâm tình của chúng tôi dành cho giới trẻ, dành cho những người sẽ tiếp bước chúng tôi trên bước đầu tranh đấu cho quê hương dân tộc. Quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, hôm nay có sự hiện diện của Mê Sô Đổ là chánh văn phòng của thượng nghị sĩ Gia Đích Quyển, và bà Gia Đích Quyển là thượng nghị sĩ, và đồng thời kỳ này bà cũng ứng tranh cử trong cái chức giám sát của quận Cam. Thì một lần nữa xin mời Mai Sư Đỗ có đôi lời cùng quý cô, quý bác và cùng quý vị hiện diện ở đây. Kính thưa quý vị niên trưởng, kính thưa các cô chú và anh chị em trong ban quản trị của Đức Thánh Trần,
và kính thưa các quý vị trong giới truyền thông báo chí và kính thưa các cô chú anh chị em có hiện diện ở đây hôm nay. Michelle rất là hân hạnh đại diện cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn lên đây xin một hai phút để chia sẻ cái tâm tình với quý vị, là chúng tôi rất là hân hạnh, cũng như em Đặng Thành vừa chia sẻ là chúng con là thế hệ sau với các cô chú các bác, và cái tâm nguyện của chúng con cũng hướng về quê hương đất nước Việt Nam và sự tự do và dân chủ và nhân quyền của đất nước Việt Nam. Và chúng tôi chúng con rất là tri ơn tinh thần đấu tranh của các thế hệ đi trước để có những ngày chào cờ đầu tháng Đức Thánh Trọng hôm nay. Và chúng con luôn kính chúc quý vị niên trưởng và cô chú bên hội đồng quản trị thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc tranh đấu để giữ gìn cái tinh thần, cái màu cờ vàng của quê hương đất nước Việt Nam, và giữ gìn lịch sử và nền văn hóa của Việt Nam, và luôn đấu tranh để chúng ta có một ngày Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Minh Sao Đỗ đã nói lên tâm tình của giới trẻ. Thì thưa với quý vị hiện diện ở đây, tất cả ba vị trong giới trẻ đã nói hết tấm lòng của mình, thì chúng tôi xin có một chút xíu trước khi chúng ta thắp nóng cái tinh thần đấu tranh của người Việt ở thủ đô người Việt tị nạn. Xin các giới trẻ hãy giữ vững, phải đi theo con đường làm sao cho chúng tôi đừng bao giờ để chúng tôi mất niềm tin ở quý vị. Ok, trước khi chúng ta đi vào trong kia tâm sự và chúng ta có thể thăm viếng cái vị trí của đền thờ mới, thì chúng ta sẽ hô một loạt khẩu hiệu để giữ vững cái tinh thần của người Việt quốc gia, cái tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản, bước tranh đấu cho một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ, không còn cộng sản. No we communist! No! No! No we communist! No! No! No we communist! No! Tổ quốc Việt Nam! Tổ quốc Việt Nam! Tổ quốc Việt Nam! Chân thành cảm ơn quý vị, xin quý vị quá bộ vào phía sau tượng đài thôi. Chúng tôi có chè và có cà phê, có nước. Dạ. Xin quý vị có chè và có cà phê, quý vị có sẽ ra dùng chè với cà phê giùm chúng tôi. Xách cái nồi không đi về chứ. Mời chè anh. USA Freedom Talk to Biden Murder Fuck Harris Liar Destroy Our Country Must Go to Jail Go to Hell In God And Put Down We Trust Biden Murder Fuck Harris Liar Evil Treason Together Must Go to Jail Go to Hell In God And Put Down We Trust Xin quý đồng bào hãy yêu tổ quốc Hoa Kỳ, vote Trump, just vote Trump, win four more years with the Vice President J.D. Vance. Together, fight, 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 make America great again. In God and Buddha we trust, happy now, rally in Huntington Beach with our great President Donald Trump. Rally in Buddha. Pennsylvania, together, make America great again. In God and Buddha we trust. Exactly. Thank you. Thank you so much. Refugee people, lost country, support vote Trump. Win four more years. Make America great again. In God.
chỉ bỏ nguyên cả chế độ chạy qua đây mà cái gì là cái gì anh xét anh sao vậy? Không cá nhân của anh cũng chế anh không làm gì đó nhưng mà tôi thấy anh nên về Việt Nam ở tốt rồi. À vâng đây các bạn. À, tại vì cái vấn đề mà đổi tên á, mà họ đổi tên, tôi nhớ rằng mình đề nghị đổi tên là Lý Lịch Sài Gòn Post Office, nhưng mà bây giờ họ đổi tên á, họ không đổi tên được Lý Lịch Sài Gòn, họ đổi tên là những cựu chiến binh Hoa Kỳ, cựu chiến binh Hoa Kỳ Việt Nam, cựu chiến binh Việt Nam, đánh đánh giặc ở Hoa Kỳ ở Việt Nam đó, tất nhiên là họ phải dùng cái chiến binh Hoa Kỳ đánh giặc ở Việt Nam để đặt cái tên cái đó, thì nói đúng ra nó cũng được thôi, nhưng mà mình không hài lòng. Nhưng mà vấn đề politics thì mình không biết nó dễ dàng hay không, nhưng mà dù sao đi nữa mình cũng cảm ơn. Nhưng mà mấy chú tức là mấy cựu chiến binh Việt Nam không có ủng hộ, không có tham dự đúng không ạ? Cháu không tham dự là vì họ không có một cái buổi lễ mà họ mời các cựu chiến binh Việt Nam đến dự. Đó, tại đó mình không biết, tôi chỉ đọc báo tôi biết là sẽ có cái vấn đề đó. Nhưng mà khi tôi đọc báo thì nó chỉ nói rằng mới phá xạ viện thôi, thượng viện nó chưa có chấp thuận. Thì không có thượng viện chấp thuận, tổng thống không ký, nó chưa thành một cái đầu. Nếu bạn không biết là luật sư Derek Trần có thể nói thêm về cái chú Ích mới nói là vấn đề nó là mới thông qua hạ viện thì nó có giá trị ra sao ạ? À? Không biết luật sư có làm không? Cái đó là không có gần gì mấy mà dạ. cái vụ mà bà Michelle Steele bà rename cái post office, cái đó là bà rất là chơi dơ. Cái này là cái vụ bà kiếm phiếu. Dạ. Cái đó là simple thôi. Bà làm gì cho cái cộng đồng mình, bà muốn lấy phiếu và kiếm phiếu của người Việt, lấy lòng người dân. Dạ, dạ đúng anh. Dạ. 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 Cảm ơn luật sư. Cảm ơn. Ok. Cảm ơn. Dạ. Xin lỗi anh, cái đài của anh là đài gì? Dạ, chào mấy người, dạ, bye bye cùng. Dạ. Sáng giá quá rồi, cũng bị vướng vô, bây giờ đến em đổ cũng vướng vô, sao đây, chị Trường Anh. Chị Trường Anh. Anh Việt Nam, đó là ông Tô Lâm, một người cũng rất là làm việc rất là, tôi không biết là hăng say hay là thế nào không biết, nhưng mà đã giữ hai chức vụ trong bốn cái tứ trụ, tức là tốt tứ trụ của Việt Nam, và ông giữ đến hai chức, có nghĩa là một người theo như người ta nói rằng là có khả năng hay là rất là tốt cần hay là có gì đi nữa, chúng tôi quan tâm quan sát nó chứ. Dân gần đây còn làm gì vậy? Anh Hoàng. Thank you.
rèn luyện cho thế hệ đi sau để vẫn tiếp tục cái công tác đấu tranh đó của các tiền nhân đi trước, các thế hệ đi trước để giữ gìn cho một cái cộng đồng Việt Nam lớn mạnh, một cái quê hương Việt Nam thứ hai ở ngoài đất nước Việt Nam. Thưa chị, chị nói rằng là chị đại diện cho dân tộc của bà cho đất nước, thế thì chị có thể xa nét rằng trong không khí tranh cử bây giờ và dân hùng của bà cho đất biển đang chuẩn bị những bước gì, cũng như là những gửi gắm của cử tri hiện tại bây giờ mà theo chị ghi nhận là như thế nào ạ? Cái này là nếu mà trả lời với tư cách cá nhân thì sao, chứ không phải là một cái người đại diện của cử tri. Thì là một cái người cử tri thì mình sẽ nghĩ rằng là đầu tiên là cái lá phiếu cho cái cuộc bầu cử 2020 sắp tới đây rất là quan trọng. Nếu mà nhớ lại những các cái cuộc biểu tình rầm rộ của suốt lịch sử Việt Nam thì tôi thấy rằng thì là cái cuộc biểu tình ở Bôn Sa này thì tôi cũng thấy tội nghiệp quá, thế và đến nỗi mà gom nhất là không đủ tiền để 8.000 để mà trả cái căn hộ này thì tôi thấy quá tội nghiệp. Và tôi nghĩ rằng cái ý kiến của tôi là nên biến cái nơi này thành ra là một cái nơi du lịch, dầu sao chăng nữa nó cũng cái tượng đài này, Đức Thánh Trần này, một trong những cái nơi mà du lịch. Thì bây giờ chúng ta bỏ cái chuyện chính trị chính em đi, mà chúng ta giao cái chuyện này cho những công ty du lịch để có những các cái mà tới đây dẫn những các cái đoàn khách ở các nơi đi qua đây để mà làm phóng sự hay là để mà ăn món ăn Việt Nam, để mà nhìn thấy rằng thì là cái cơ ngơi thành của cái Đức Thánh Trần Hưng Đạo uy nghi như thế này. Mà thì có câu hỏi của Jimmy là vì ra cộng đồng chúng ta là đây là cũng là đông và lớn mạnh, mà tại sao không có đủ kinh phí để duy trì một cái hộp dự của Đình Đức Thánh Trần này bác? Vâng, thưa anh, đấy thì tôi mới thấy rằng thì là tội nghiệp các bác là các bác không có chính nghĩa. Ngay đến cái câu chuyện mà nếu trong những lúc khó khăn nhất thì bây giờ ăn tiền già, ăn welfare cũng có thể bỏ ra 1/10 cái số tiền của mình, phải không ạ? Mà ăn rồi chỉ là bao nhiêu đồ dư ném vào thùng rác đó. Thành ra tôi thấy rằng thì là đã tới lúc mà phải suy nghĩ lại về cái vai trò của cộng đồng. Nếu vậy bác có ủng hộ kêu gọi là duy trì cái đền Đức Thánh Trần này giống như bác nói là tiếp tục vận động để kêu gọi đồng hương yểm trợ, chỉ có là theo cháu hiểu ý bác nói là nhưng mà không còn hoạt động theo cái hướng như hồi xưa nữa, có phải vậy không bố? Không thì tôi nghĩ rằng thì là không cần phải đổi cái lập trường, không ạ? Cái vấn đề là bây giờ cái diễn biến của lịch sử nó xảy ra như vậy, chúng ta chỉ có công nhận cái sự sa sút của cộng đồng không đủ tiền để mà nuôi một cái căn nhà một cái căn phố 8.000 một tháng, thì đây mới là một trong những các cái mà mình nhìn thấy cũng hỡi ôi, mình cũng rất là tiếc rẻ cái công của 30 năm mà mình đi qua Mỹ tị nạn cộng sản, mà tới nay đến nỗi mà mình không có đủ được cái tiền để mà nuôi cái một cái căn hộ của Đức Thánh Trần ở đây thì anh. Dạ, cảm ơn bác. Không biết là mục sư dạ có gì muốn chia sẻ với khán thính giả không ạ? Có tên của Vũ Việt Chi Chú và Ma. Thì hôm nay sư được thầy định được đến đây để tham dự lễ chào cờ đầu tháng của đền Đức Thánh Trần ở trên đại lộ Bôn Sa. Thì hôm nay thì cũng là ngày mà
tình thờ Đức Thánh Trần đã giờ hiện mới ở trên đường Cúp Hết và ngay góc Bixby của khu nhà thờ Prudential. Nhưng mà cái vấn đề chào cờ thì vẫn tiếp tục giữ ở tại đây mỗi thứ bảy đầu tháng vào lúc 10 giờ. Có thể trong tương lai thì sẽ chào cờ hai chỗ và thời gian có thể cùng ngày hay là các ngày. Vậy mục sư, tại sao là có một số dân cực thầy thấy không có mặt ở đây ạ? À? Phòng ngủ hình như ông thị trưởng là nhất là những dân cực thành phố Washington không có mặt. Thì mục sư nghĩ là họ bận rộn công việc riêng tư của họ. Trong cái mùa tranh cử này họ không có thời gian để đến. Cũng là những lần trước giờ mình là em không thấy. Cả bao nhiêu năm nay là lúc nào cũng tề tụ đông đủ đúng không ạ? Nhưng mà gần đây là thấy không thấy nữa. Thì cái vấn đề đó thì mục sư cũng hiểu rõ về vấn đề cá nhân đệ tử. Rồi mục sư nghĩ sao vậy? Xin lỗi bụng. Rồi mục sư cho biết những cái ứng cử viên mới trong cộng đồng như ông luật sư Đại Trần hay ông Thành Đặng thì mục sư thấy tương lai của họ như thế nào trong thế người chính trị trẻ trong cộng đồng ra ứng cử. Sư thấy những ứng cử viên trẻ để mà phục vụ cho cộng đồng thì cái đó là rất là đáng quý và một sự rất là ủng hộ cho tất cả những giới trẻ. Nếu vậy theo cái câu hỏi cuối cùng với Bắc Cường á, là mục sư nghĩ là các tổ chức hội đền Đức Thánh Trần á có còn muốn tiếp tục duy trì cái địa điểm này không hay là đã chắc chắn phải chặt rồi? Không, thì theo mục sư biết trong nội bộ thì cái khu phố Hà Nội này thì họ chỉ ký cái hợp đồng. Không, em đang nói thì thị trưởng thì khi hết cái hợp đồng rồi họ có quyền đấy. Dạ, cảm ơn. Mà không, mục sư nghĩ là không có vì cái lý do là cái ký hợp đồng của năm rồi. Cảm ơn mục sư. Là kêu gọi mọi người dân Mỹ tại Westminster này hãy vote cho tổng thống Donald Trump. Vì chỉ có tổng thống Donald Trump là một người kính Chúa thật Phật thật và tin vào luật nhân quả mới cứu lại nước Mỹ và cứu cả thế giới. Đó là sự thật thôi. Nếu mà chị có một điều nói với lại thị trưởng, phó thị trưởng hay là nghị viên thành phố Westminster không có mặt bữa nay là chị sẽ nói điều gì ạ? Rồi, tôi muốn nói rằng chúng ta có được may mắn được làm người tại nước Mỹ này. Chúng ta có một hiến pháp 1776 và có một tổng thống tuyệt vời, vĩ và đại, thương dân, yêu nước và phải nói cả thế giới kính Chúa thật Phật thật đều luôn tôn trọng và người ta và chúng ta được làm người tại Mỹ này. Mà tại sao để cái thành phố Westminster này nó cái bọn đảng Việt Tân Cộng sản nó xông vô và nó đánh phá, nhưng mà đền thờ Đức Thánh Trần sau chiến thắng của tổng thống Donald Trump ngày 5/11/2024 sẽ mời ngài về ngự lại Bonsa theo đúng sự thật. Đó là chắc chắn. Và chồng tôi lúc đó là một cựu chiến binh Mỹ, là một anh hùng, là Stephen Cooper sẽ về cùng với nói chuyện với lại bác Phan Kỳ Nhơn tại đền thờ Tránh. Kính chào quý khán thính giả của kênh YouTuber Gã Việt Cài. Tôi là tự giới thiệu, tôi là giáo sư mục sư bác sĩ Đa Linh Quỳnh, tổng giám đốc của Nhà Thiên Quý Hoa Kỳ, cũng là tổng giám đốc của Trung tâm Bác sĩ Truyền giáo và cũng là tổng giám đốc của âm nhạc của Giáo hội Tin Lành. Hôm nay tôi được vinh dự đến chào cờ ở trên tượng đại Đức Thánh Trần ở trên đại lộ Bonsa. Và hôm nay là ngày mà họ dời văn phòng của đền Đức Thánh Trần về ở trong trung tâm của Tommy Mai Financial. Và đây là bức tượng Đức Trần Hưng Đạo dời về đây. Và trong tương lai thì vấn đề chào cờ hàng tháng mỗi thứ bảy đầu tháng vào lúc 10 giờ ở trên đại lộ Bonsa vẫn giữ yên nguyên. Và có thể có hai buổi chào cờ trong tháng đó,
có thể cùng ngày khác giờ. Và thì khi mà làm landscape xong thì sẽ khánh thành và sau đó sẽ tổ chức lễ chào cờ hai địa điểm khác nhau. Và hôm nay thì tôi được hân hạnh đến đây để cái tượng của cái thánh trần ở trên đại lộ Brookhurst và góc Bisbee. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả của đài quốc kênh YouTube Gã Việt Cài và được tràn đầy ơn của Thiên Chúa ban cho. Thì Thiên Chúa ban ngôi ban phước gì dạng trên quý vị cùng toàn thể gia quyến để cùng đón. Và sau đây chúng tôi sẽ lên phái đoàn của chúng tôi sẽ đi lên thăm viếng văn phòng địa điểm mới của đền Đức Thánh Trần ở trong cái trung tâm Tommy Mai Financial. Xin kính chào.